Trước quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, ngày 25 tháng 7 năm 2008, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 ban hành nghị quyết số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. 15 năm qua, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực toàn diện trên các mặt công tác thanh niên trên địa bàn thành phố, tạo nên động lực thúc đẩy công tác toàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng hơn 330.000 thanh niên từ 16 đến 30 tuổi, chiếm khoảng 27,2% dân số. 15 năm qua, Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cách sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến thanh niên. Hàng năm, lãnh đạo thành phố đều có chương trình đối thoại với thanh niên. Trong giai đoạn 2017-2022, Đoàn thanh niên đã giới thiệu hơn 9.900 đoàn viên ưu tú và đã kết nạp được trên 3.130 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 31,6%. Thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ. Các Ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội của quận trong thời gian qua cũng rất là quan tâm trong công tác chỉ đạo lãnh đạo, công tác phối hợp và đặc biệt là đồng hành cùng với thanh niên trong các cái hoạt động thông trào của thanh niên. À, từ đó cũng đã góp phần trong củng cố công tác đoàn ngày càng vững mạnh à, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường những yếu tố văn hóa ngoại lai nhận thức và hành động của một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam đang và đang bị ảnh hưởng vì lẽ đó những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên nắm bắt định hướng kịp thời, tư tưởng dư luận thanh niên trên địa bàn thành phố được quan tâm hàng đầu. À, công tác à, tuyên truyền của đoàn cũng đã được đổi mới, sáng tạo, à, ứng dụng mạnh mẽ về cái công nghệ số và cái hiệu quả của các nền tảng mạng xã hội nó phù hợp với thị hiếu với xu hướng của thanh niên nhưng vẫn đảm bảo được cái tính định hướng và tính chuẩn mực cũng như là gắn với các nhiệm vụ chính trị của các địa phương và của các đơn vị. Bên cạnh đó, việc tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao tri thức, trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Từ năm 2008 đến nay, thành phố có hơn 800 chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội với tổng giá trị làm lợi hơn 700 tỷ đồng hơn 20.000 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Sau 15 năm tổ chức thực hiện nghị quyết số 25, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thanh niên. Tuy nhiên, còn rất nhiều thách thức đặt ra cho công tác thanh niên giai đoạn tới. Trong thời gian đến thì thành phố sẽ tiếp tục quan tâm để có những cơ chế chính sách để xây dựng lực lượng thanh niên để lực lượng thanh niên trở thành một lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua và cũng đề nghị lực lượng thanh niên là tham gia có hiệu quả vào công tác chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cũng đi đầu trong các phong trào về từ thiện nhân đạo và các phong trào xung kích của thành phố. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng cần phát huy tinh thần xung phong đi đầu trong các phong trào xây dựng, phát triển đất nước để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 25 trong thời gian đến. Bên cạnh những điều chỉnh về chính sách, điều quan trọng hơn hết là mỗi đoàn viên thanh niên phải cố gắng nỗ lực rèn luyện, có bản lĩnh, năng lực, trình độ để chấp lấy thời cơ, vượt qua thách thức để khẳng định bản thân, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.